Tới đi Bảo ơi. Ờ bữa nay quay đẹp gì đâu không đẹp. Tấn công mà quýnh coi không đã, không có cái gì để lấy. Bữa cuối quýnh rồi còn bán còn cắt ha. Này không có gì để cắt. Thiệt. Ồ cái ông có chín cao quýnh gì đâu. Xàm. Nói chín với số 12. Nói chín với 12. Bắt nói chuyện không à, cái coi quýnh rồi. Phía gần trong trang phục đỏ đen là trung học phổ thông Dĩ An. Trời ơi, số 8 quýnh cấm luôn trời. Cấm 3 mét luôn kìa. Được. Được hơn năm rồi, là năm rồi toàn chuyền kỳ không à. Cứ chụp vô cái trọng tài thổi tét, chụp vô trọng tài họ cắt tét. Toàn chuyền kỳ không. Qua cho thầy đang quay mà. Phía xa trong trang phục cam đen là trung học phổ thông Bình An. Ở số 11 khá cao ghê. Chiều cao tốt ghê á. Giết đâu đó đó, nghe đó con chiếc á, nãy mới hỏi không ai nói hết. Con thì tụi con qua đây ngồi đi. Trời ơi. Bên đây con số 8, bên kia con số 8 luôn. Số 8 mình bên dĩ hàng này quýnh cấm luôn. Cấm 3 mét luôn. Trời ơi là trời. Trời ơi, thấy ghê chưa? Cổ tay người ta cũng vậy á. Ta quýnh đùng đùng. Thấy không? Thấy số 8 lên, số 8, 9, 9, 9 cấm không hả? Đúng cái bể quá. Đường mình vô làm gì, có số 7 vô đó muốn làm gì đâu.